trình độ đảo vữa của mình hơi bị lên thần đấy. Đừng đùa. Hãy cho cái này vào rồi muốn gia vị luôn. Cái này lúc nào đằng nào lúc nãy mình cũng cho ít nước mắm. Bây giờ mình cho vào thì xong rồi. Thế là nó cũng ngấm vào đây thơm lây. Được rồi. Mày hôm trước mày chén cả con gà kia của tao. Bây giờ mày một là mày thịt. Thế anh chứ không thịt à? Một là mày thịt, hai là tao thịt mày. Thế anh có thịt nhá. Thịt vào đun nước, thịt nấu tử tế. Thế anh cắt tiết rồi em. Nấu tử tế, ờ rồi. Để mà không được, cầm lấy, đi mà tự thịt lấy. Mày cho anh thịt cắt cổ đi em. Mày cắt, cứ đun nước vào, nhúng nó vào. Mày đấy, hôm trước dám ăn cả gà của tao. Đấy đi, để tao lên tao làm clip cho các bạn xem. Ờ, đi làm clip đừng có lên xem xiếc nha. Xiếc tao lại vả ra bây giờ. Các bạn có muốn ăn thì cả lâu. Còn nóng miếu như nào. Một hai cái cụt to to. Marika! Marika! Gì? Cái này ướp thế nào ơi? Mày thích ướp thế nào thì ướp. Nấu nào? Mày không biết nướng à? Cho xả chứ cho nó vào, gia vị vào, xong rồi nướng. Làm cẩn thận, cho giết bỏ ấy. À để em đi lấy cái túi găng tay đã. Tay em bẩn lắm. Tăng 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 tăng. Quách chưa? Quách xe lấy à? Đúng. Đầu bếp không? À, và sau đây, siêu đầu bếp mau đi đến sẽ nấu món gà siêu cay. Làm cực ngon luôn à. Đấy, mà lại ta thì sẽ hay làm này. Mà này nhét vào lỗ đít nó. Đấy, đít ra. Thế nào? Thế nào nhỉ? À, ngầu chưa? Cho mình thể hiện tài nấu ăn à, nhân cô anh em mình nấu siêu ngon luôn. Thế từ sau mình được nấu sợ chưa. Xoay
chanh lằn xe con gà. Chợ này mình làm ngon khéo, người ta gọi mình đi thi siêu đầu bếp thật đấy. Mà đại ca bảo là đi thi siêu đầu bếp không? Thế là mình bảo là mình đi mà. Mà đại ca trả cho đi thì mà. Ôi, ăn phê. Ngon. Siêu đầu bếp, nó đi đi. Ôi chú. Băng 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 băng. Mày cứ đấy nhé. Cuốn với bà. Cái này với bà sử dụng. Lại phải đeo bao tay vào thì đảm bảo không bị son sót. Các bạn biết món này món gì không? À, món này, món cát nóng bỏng. À, gà. Gà giúp cát nóng bỏng. Xong phủ vào đốt. Mà từ có xi này. Là tí xi à, nó quệ. Đấy. Chơi được nay nó mì chất này. Ăn là mình phê này. Kéo kiểu này nhanh chín hơn đấy các bạn. Học, học leo. Mấy ông tớ hồ làm. Ok đấy. Trình độ đảo vữa của mình hơi bị lên thần đấy. Đừng đùa. À, hãy cho cái này vào rồi muốn gia vị luôn. Cái này lúc nào đằng nào lúc nãy mình cũng cho ít nước mắm. Bây giờ mình cho vào thì xong rồi. Thế là nó cũng ngấm ở đây thơm lây. Thơm lắm. Nước mắm cao cấp đệ nhị. Ui, mùi như kiểu cá tép. Ây, không phải loài hướng tay hả? Ui, mùi xong cá tép dím mắm đấy. Thực thiệt quá. Không đủ. Này, đánh quả. Không xuất lớn này mà. Thank you.
còn có một nghệ thuật các bạn. Nhiều người không biết trộn vữa đâu. Này kia, xong mình mở một công ty dạy trộn vữa. Đấy, chắc nhiều người học lắm. Pha chế mắm tôm, đây là trộn với xi măng với cả nước mắm này ra mắm tôm, đúng mùi mắm tôm luôn. Ủa, ta cho mình ăn bẩn thế nhỉ? Đây là bọc ở bên ngoài này vị hương. Rồi, cắt cái này ra cần gọn đó. Đấm không chết vào nào. Mất mất mấy đôi găng tay này đấy. Găng tay thì gì? Một tí ở bên tay, một tí ở bụng. Rồi, đây này. Bệt thôi. Bây giờ làm bọc xi măng luôn. Bẹp luôn. Sao con này không sợ nó bị rơi luôn. Không bao giờ sợ bị rơi luôn. Mà có mùi hương nước mắm ở ngoài thì lại thơm lắm. Công nhận nó mùi nước mắm trộn vào cái này mùi kinh thật. Nó tỏa tỏa nhiệt nhiều, tỏa tỏa mùi kinh. Hợp luôn. Đắp đất của Marika quá tầm thường so với sơ đồ bếp má bị chế biến món gà đắp bê tông. Không, gà hương mắm đắp bê tông à, bê tông hương mắm. Dính mất nhau rồi. Nhanh dính lắm. Ừ.
mộ cục tình con gà ở nơi đây, tí nữa là vào mồm móc ra vì mong đấy. Rồi để chất củi vào đỗ đỗ chặt gỗ nó đỡ để làm sạch sẽ. Tháo hồ đốt luôn. Sẵn tay cút của anh Dũng xây xì. Đốt luôn thế. Cần gì về đi nhặt củi. Anh nhặt sẵn. Đắp luôn cái này. Xa. Xa. Hơi thông minh nữa. Còn cùng nữa đâu nhỉ? Đây, 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 đây. Sa. Thấy chưa? Đây, đây, đây. Cùng này vẫn chưa cháy. Phải cháy. Sa. Rồi mình lên xem mà đấy làm gì. Xong phim ôi anh ra đây mà xem phát minh mới nhất của siêu robot Mori đây nè. Này làm món gì đấy, cái gì đấy, sao lại gà xi cát về đấy này. Gà 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 gì à, gà trộn bê tông hương mắm. Gà nào? Hả? Em đổ bê tông vào cái con gà ấy. Ừ, điên. Anh bị điên. Đây á? Ờ, cho nó mới nhanh chín. Ôi, sao nó sợt cát rồi, sợt cát rồi. Anh bảo ơi. Ôi, thôi thôi thôi, xong rồi, mày đã phá rồi. Phá đổ anh ấy. Mày, con ghế tao giết vào mày. Lấy cái cây, lấy cái cây. Em đảm bảo con gà này thơm luôn. Thơm, nó mà không ngon thì sao? Nó không chín sao? Em đổ hẳn cả chai mắm mà không thơm. Thử vào đó. Mày đi cái mà chất mặn này, mày ướp cái chất mặn này. Đâu, lấy cái cây ra đây. Không, em ướp ở bên ngoài xi măng mà. Sao ướp bên ngoài xi măng là sao? Đổ vào xi măng trộn nữa vừa. Mày bị sổ à? Lại làm mất chai mắm tao? Thế đổ vào là mới thơm, là mày không bị mặn. Mày không thấy đầy nước à? Hả? Nước đầy ngoài giếng à? Lầu. Lầu, lầu. Cái chí này em nấu lầu vậy. Lấy cái gì để khuêu? Đây. Em nấu, anh tự đi mà khuêu. Ăn được tao bỏ, tao đập bỏ. Tao bảo. Bỏ. Ăn được tao ta. Quêu ra. Ăn đấy bỏng. Anh dùng cái que đi được à? Cái này này. Làm cái gì mà lại lại đi xe lên một tí. Này, này. Anh xúc luôn, xiệc. Anh xiệc thẳng vào luôn. Con gà. Gà. Ui. Đi, tao lên đây, tao lên đây. Ừ, đâu còn. Đã, đã. Tao đây. Ngon đấy. Ui. Ui, nước. Ở sao bên trong vẫn còn xi măng khô? Ôi, bây giờ nó khô nhé. Lúc này nó ướt mà. Mày đốt nóng thế này nó chả khô. Khô rong này. Ăn này sợ độc không? Anh ấy không sao được, anh ấy đây. Chả hiểu mình nấu cái kiểu con gì. Lá chuối kìa. Cứ gì tao ra xem có ăn được không cái đã. Tao đã ui dầu nước ui cẩn thận xi măng à. Sao tự nhiên đốt nó lại khô xi măng thế này nhỉ? Mình đốt nóng thế nó chả khô. Ai chín không? Chín nè, không có xi măng đâu. Anh đừng có đùa. À được. Bị thơm này. À, thơm phết đấy. Em chọc thì em chín không nhé. Ai giờ? Được đấy, được đấy. Lấy cái mâm, lấy cái đĩa ra đây. Chín chín chín. Chín chín đây, cho vào đây, chén luôn tay cho. Anh nhìn đẹp chưa? Ôi, nó không bị vào đâu, không khô đấy mà nó không bị rơi vào thì. Đi, đây sạch sạch này. Đây. 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 Tao sẽ làm. Cái đùi em công em đấy. Thấy ngon không? Tao biết được, tao đã thử xem rồi. Chín không đấy? Chín. Không
có suy nghĩ luôn. Ai dạy mày cái này? Ai dạy? Sợ con chọc cái đầu. Ngứa đít. Tao tưởng mày lại phá rồi. Anh đừng ăn. Tao thử xem thế nào. Làm lười như hủi vậy. Nằm ở trên. Tao lên tao làm. Nằm. Nằm cái gì mà nằm? Nằm trên cái ung vơ. Vợ cái ẻ. Vợ gối mà vợ. Mày nướng, tao nướng mà hỏi tao. Tao thử tiếp. Mời các bạn nhé. Này, tao một miếng nhá. Nào, đấy, kéo ra. Không được. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mùi khét khét đấy nhỉ. Mùi tông. Nhưng ta không sao đâu. Ăn được, ngon, thịt nó vẫn ngon. Ui, dưới này sống ra này. Sống, tất cả. Ta nghe mùi ngửi cái mùi gì khét khét ấy. Khắm khắm ấy. Ăn được rồi. Ngon này. Nói chung là mày... Thôi được, cho mày 6 điểm. 6 điểm. Khiêm tốn không lấy điểm 10. Ngứa đít cả. Ướp vừa phết đấy nhỉ. Được tạm duyệt cho 6 điểm rưỡi thôi. Cộng này, mới cộng. Cộng gì sống này. Này. Cái này em có lấy điểm 10 đâu. Em lấy sống nguyên này. 9 mỗi lần rồi này. Sống em 10 là 9. Không sống em lấy 10 rồi. Ngon như này mà. Lần trước em cũng được 9 cộng ấy. Sao to. Ngứa đít. Ngứa đít. Mày đốt ra nấu cái gì mà đốt bọc á, mày phải kê cái này cao lên xong rồi than nó đấy xuống dưới thì mới chín được. Anh nấu còn cho chó ăn đi. Cái gì là chó? Mày điên. Mày đặt nói ta. Chị tất cả bảo thật à, đốt cái gì á mà úp với cái phải kê thế này lên này. Xong rồi đốt than nó mới luồn xuống dưới lửa nó lùi. Lông. Đấy là ngày xưa. Ăn cho chó ăn. Từ năm ngoái rồi mày còn em nhắc lại. Em không nói nào chơi cho chó ăn không? Tao lại vả chó. Tao thế. Tao chưa biết ăn chỗ nào cho nó chín cho nó ngon này. Vừa năm ngoái, ngày xưa. Ba chửi đánh con cũng ngày xưa. Phải biết đấy. Mỗi chỗ này. Đúng là chín cánh này chắc là chín. Đầu cánh này chín. Mày ăn được rồi. Được cái gì sống mày. Mày ăn. Đây tao cắt cho mày. Không ăn được cái gì nữa hết cho mày. Đây tao cắt cho mày xem chín của mày này. Đây. Vâng, chín quá các bạn ạ. Còn tiết đâu, đây là sống nguyên thì nó mới không còn tiết. Nó chưa chín một tí nào ấy, nó mà chín chín rồi nó đỏ thì nó mới đỏ. Cái miệng của em có đỏ đâu. Đây, được mỗi cái đấy. Cái đầu là sống nguyên. Được mỗi cái mảnh ức bên này với cái cánh này. Nó mang lên nhúng lại. Khắm mà lại mùi khắm khắm mà. Mùi mắm này, mùi xi măng. Ngon. Mình đi mà ăn. Cái chả hiểu đâu đó mày. Cái thể loại đắp xi măng rồi đấy. Nhưng mà ăn, tao chả thèm. Chả thèm, này, người thì chạy, chạy vào thứ thì tao chả thèm. Ăn hết nhá. Chết đi sống làm cái gì? Mai đừng có lên nhá.
anh được vẫn ưng mà. Nếu về rỡ vàng cơm nhỏ làm cái lùi cái ức ừ về rồi nó é phải là ốm khói cơm chín tiền mẹ yêu kia chết chưa nó toán một hồi ạ. Ngọt quá. Ừ, đánh đi sống. Tôi nhớ lại. Bye bye các bạn nha. Nếu các bạn thấy clip của mình hay, thấy mình nấu gà ngon, cho mình một like, share, like, chia sẻ và đăng ký chuông. Đăng ký và ấn chuông bên cạnh nha. Bye bye. Mình đi nhớ lại ăn á. Ngọt, mình ngọt quá.